Thưa quý vị, nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ lại ngập nặng sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào trưa hôm nay. Ngập nặng nhất là các tuyến đường như 30 tháng 4, 3 tháng 2, Trần Văn Quài, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Văn Cừ. Nhiều phương tiện qua lại trên đường bị chết máy do ngập nước quá sâu. Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, qua quan sát ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông tại một số nơi trên các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và các quận Cái Răng, Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ. Trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa dông cho các khu vực kể trên, sau đó có xu hướng mở rộng sang toàn bộ khu vực của thành phố Cần Thơ.